Vậy khi mà chúng tôi thực sự mà đi xuất gia thì bệnh hoạn, gặp nhiều chướng ngại. Tuy nhiên nó có một cái để đắp bù lại, đó là có niềm tin đối với Phật Pháp và hâm mộ Hoằng Pháp, thích đem Phật Pháp trao tặng cho mọi người. Và lúc đó chưa biết giảng, mà có một số các hòa thượng giảng thì vừa đi nghe mà vừa hâm mộ và khuyến khích mọi người đi nghe. Ấn Tổ nghe nói là hâm mộ Hoằng Pháp, hâm mộ truyền bá chánh pháp, công đức này bất khả tư nghị. Có thể là chuyển yểu thọ thành trường thọ, chuyển nghèo khổ trở thành giàu sang, chuyển ngu thành trí vì biết học chánh pháp, truyền bá chánh pháp, hâm mộ Hoằng Pháp và lấy chánh pháp làm mạng sống của mình. Nếu người nào y giáo phụng hành làm được như vậy thì người này thay đổi được vận mạng, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà thời gian thay đổi tương đối cũng khá lâu. Khi đặt chân đến tại núi Voi này năm 2000, mãi đến 2007 thì bắt đầu mới mở pháp hội. Mà trong giai đoạn đó thì như nãy thầy Nhuận Minh nói, thực sự là thiếu thốn. Chúng ta nói quý vị biết đến nỗi mà khi ở trên này không có tiền đào cái giếng. Lúc không có tiền đào giếng, cái cô đó cổ cúng dường 40 triệu mà cứ 5 triệu là một cây vàng. 8 cây vàng mà xây vừa xong cái nhà là hết tiền, không còn tiền nữa. Phải xin nước, nước bên cái hồ này nè. Mà khi trời mưa thì nó chảy xuống thì đục, nấu cơm bằng nước đục, nước sình. Chứ không có được bơm từ dưới giếng dưới kia lên, hoặc là có nước trong để mà dùng như vậy. Thêm thế nữa là xây được cái hồ mà không có tiền để mà làm cái nắp, lấy miếng tôn đậy, cho nên chuột nó vô nó ở trong đó và nó chết trong đó. Uống hết nước nó lòi miếng chuột chết sình lên. Tự ngồi tự nhủ cho bản thân mình, sao mà đời trước bạc phước và không biết tu phước, đời này nó phải thiếu thốn như vậy. Có một số bạn chúng tôi vào trong chùa ở một thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm sau là thầy bổn sư mất, là để lại một ngôi chùa nghi nga, không phải vất vả vì gì cả. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi nói những cái điều này để cho chư tăng và quý Phật tử thấy được cái hoàn cảnh hôm nay là cả mồ hôi nước mắt xương máu. Không phải đơn giản. Bây giờ là muốn đi giảng hoặc đi đâu có máy bay, hoặc là mình đi có xe, phương tiện rất đầy đủ. Nhưng lúc trước mà muốn đi giảng phải xuống dưới đường mà đứng ở tại xí nghiệp xứ đợi xe từ trên Đà Lạt nó xuống là phải mất hết thời gian 20 phút nửa tiếng. Gặp cái đứa đâu mà nó ăn trộm, ăn cướp gì đó, nó lại nó đồ giật giỏ chạy muốn chết luôn. Hên cái xe đó nó bóp kèn xuống, nó chạy xuống kịp, cho nên thành ra là nó bỏ nó chạy vô đường luồng. Mà lúc đó là niệm Quan Âm chối sống chối chết. Nhiều cái kỷ niệm cuộc đời của chúng tôi, cho nên thành ra đây là một cái việc mà chúng tôi thực sự cái ngày hôm nay là ngày kỷ niệm rất sâu lắng. Những người có mặt hôm nay là một cái điều mà chúng tôi thực sự ghi nhận bằng tất cả tấm lòng quý mến. Chúng tôi có một cái mẫu chuyện này tương đối khá là đặc biệt. Cái lúc vừa đang xây dựng cái nhà ở trên này đó thì có một cô tên là cô Diệu Hòa. Mỗi lần những lễ kỷ niệm thường chúng tôi nhớ đến cô này đặc biệt. Cô này thì khá giàu ở đường Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nghe chúng tôi xây thất thì cô lên trên này, mà cô này thì cô bị ngọng, cô nói ngọng ngọng. Cô nói một chữ thầy mà cô nói hai, ba lần, ba, bốn lần ngọng ngọng bạch thầy. Bà bị ngọng cho nên thành ra rất là tội nghiệp. Cứ lên trên này thì ba ngày sau thôi là cổ khỏi phải ai dìu đi hết. Lên một hai ngày đầu là chúng tôi phải dìu cổ đi, nắm tay dắt cổ đi. Lúc đó là cổ sáu mươi mấy tuổi rồi. Mà ba ngày sau là cổ tự đi. Cổ nói không khí trên này làm cho con có sức khỏe tốt quá, con khỏe quá, thầy khỏi phải dắt con đi nữa. Cổ ở được 4-5 ngày sau rồi cổ mới lại, cổ thỏ thẻ, cổ nói, cổ kêu thầy, thầy đang say tỉnh thất, thầy có mượn tiền không? Kêu không, không mượn. Hỏi sao vậy? Con có tiền nhiều lắm mà mấy thầy, một ít thầy cũng mượn, thôi thầy mượn đi, thầy say cho dư giả đi. Nhưng mà thầy mượn chừng nào thầy say xong, thầy cho con cái phòng nha. Không phải cổ có điều kiện, nhưng mà cô này rất chân thật. Thì chúng tôi nói cuộc đời của Giác Nhàn là thiếu thì thiếu chứ
không dám mượn và không chưa khi nào nghĩ mượn học sinh ai bao giờ, vì mình mượn rồi biết đâu mà trả. Thì có nói thầy hơi lạ, những người ta thiếu thì đi mượn, còn thầy người ta mang tiền đến cho thầy mượn thì không mượn. Thầy kêu không. Thầy kêu vậy không mượn thầy thì con cúng cái cúng thì được. Còn kêu bây giờ vậy thầy cần cái gì? Thầy kêu là bây giờ cái đường điện từ ở dưới đó đi lên đây không có điện, thắp đèn dầu không? Mà khi mà ban đất để làm cái tỉnh thất á, thì lấy cái bếp mà bếp bằng dầu á để nấu á, thì phải canh giống thôi, lửa dầu nó cứ lên liên tục, chứ nó phải nước cái nồi nồi nấu cơm bây giờ là mình bỏ vô gạo vô trong cái nồi, cái mình bấm điện đúng cái giờ để làm cái cạch nó nhảy lên cái chín cơm mình ăn, đúng không? Nhiều lúc đó là lấy cái lò bằng dầu bỏ cái nồi lên trên đó rồi đổ gạo vô, nhiều lúc quên vô nó cháy khét ngẹt luôn, buổi tối coi như là chiều không có cơm ăn luôn, nó khét ngẹt luôn, nấu lại mệt có thôi ngủ luôn cho rồi. Thì cuối cùng không có điện thì bây giờ nói cổ cúng dường đường điện, mà cái đường điện lúc đó nếu mà dây đồng tốt là khoảng 15 triệu. Mà chúng tôi biết là cổ có tiền nhiều nhưng mà thôi một mình xài thôi. Điện nhôm 5 triệu cũng được rồi. Thì cổ cúng dường 5 triệu. Thì khi lúc đó là đi theo cổ xuống Sài Gòn để cổ đổi tiền đô, cổ nói con có tiền đô nhiều lắm thầy. Hỏi bao nhiêu thì kêu con nó gửi về gần cả 100.000 đô, mà lúc đó 100.000 đô nhiều lắm. Xong rồi cổ đưa đổi ra rồi như 5 triệu còn dư mấy ngàn, cứ kêu thôi cho thầy mang theo ăn bánh. Nhưng mà bà nhắc là khi nào mà thầy xây xong thầy cho con phòng nha. Thì kêu được, mượn không mượn gì, hoặc có cúng không cúng gì, là giáo nhà cũng để dành con một phòng. Lúc đó ông cụ thì chưa có bệnh. Lúc đó cổ đi xuống miền Tây để cổ từ thiện, cô này từ thiện số 1. Cô làm từ thiện kinh khủng luôn. Cô nói cũng là càng làm từ thiện thì con làm ăn càng tốt, ở bên Mỹ nó làm ăn càng tốt là giàu có. Thì cô đi làm từ thiện, cô quên mang thuốc theo, mà cổ thì không uống thuốc thì cái thần kinh của nó không có dịu, ngủ không được. Mà uống thuốc nhiều quá thần kinh nó tê liệt, cô nói ngọng luôn. Thì ngay cái ngày mà chúng tôi làm lễ an vị cũng như là nhập trạch cũng như là về nhà mới đó, thì cái ngày đó là cổ lại vô bệnh viện, bởi vì cổ nhiều ngày không uống thuốc cho nên cổ vô bệnh viện. Thì vô bệnh viện thì không biết sao cổ thấy nhiều người trong đó quá, bác sĩ cũng thấy mà hương linh đâu nhiều quá. Lúc đó bắt đầu cổ niệm Phật, mà lúc cổ niệm Phật không ngọng nữa, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thôi cho má về nhà thôi, má không có ở đây đâu, người ta đông quá, má sợ quá, má cho má về, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, miệng niệm liên tục không có ngọng nữa. Mà trước đó là cổ nói rất là ngọng, sau đó rồi cổ niệm liên tục, cổ niệm đến lúc con cái phải cho về, vừa về tới nhà là ra đi luôn, mất luôn. Thì lúc đó sau khi an vị Phật xong rồi chúng tôi xuống lại, thấy cổ gia đình thiệt là giàu. Cái hòm lúc đó mà mua gần bằng chúng tôi xây căn nhà, mua lúc đó là 35 triệu cái hòm, mà có kiến đồ rất đẹp. Mà vô nhìn cổ cái mặt thấy luôn, kiến nó đóng lại không có mồi ra, nhưng mà mặt của cổ nhìn tươi hoan hỷ vô cùng. Chúng tôi mới nói là cô nói hơi ngọng, cái đầu của cô đã không có tỉnh lắm, thì cô cúng đường điện nhờ thắp sáng cho Tam Bảo, cho nên cô về sau sẽ tỉnh, ra đi sẽ tỉnh. Nói cổ kêu vậy được, con cúng dường cái điều này là cúng đường điện. Thì đây là một người Phật tử mà lúc chúng tôi khai sơn lập địa, và cô này là một người mà chúng tôi thấy cổ niệm Phật ra đi rất hoan hỷ, và vừa về tới nhà cổ ra đi. Chứ nếu cổ không niệm Phật thì cổ đi tại bệnh viện thì nguy lắm. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói để cho đại chúng nghe. Tổ sư Ấn Quang ngài có khai thị cuộc đời của tôi nghèo sơ nghèo xác, có bao nhiêu tiền in kinh nuôi chúng, và tôi ra đi không để lại kỷ niệm gì cả ngoài bộ y với bình bát. Tôi có tiền tôi làm Phật sự, đem công đức này giúp ích cho tất cả chúng sanh. Khi mình có được phước báu thì mình phải chia sẻ cho người khác để hưởng, đem cái phước báu, cái công đức mà chia sẻ này để mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, làm cái tư lương hành trang để mình về bên đó, không hồi hướng về cõi trời cõi người, không đời sau để làm vua quan, không đời sau giàu có đại gia. Ngài nói như vậy, cõi trời người không phải là chỗ ta ở, nên nhớ chỗ này. Đó là cái việc
mà mãi đến hôm nay chúng ta vẫn giữ đúng cái lập trường. Nói hôm nay không phải tự khen mình hoặc khoe, hoặc nói những người khác, các thầy khác xây chùa mượn, không có, không suy nghĩ này, mà đang nói cho quý thầy, đang nói cho mọi người có mặt ở đây. Có phước thì có phần, mình có phước, mình hưởng cái phước của trong mạng mình có, không vay mượn. Phải lập trường vững như vậy. Đã không vay mượn rồi thì không có thể gọi rằng là kêu gọi xin xỏ. Như vững như vậy. Vừa rồi có một chú đó làm cho chúng tôi ấn tượng ngày hôm nay. Gương mặt của ổng nhìn lỗ lỗ mụn mụn đầy hết trơn. Hỏi chú sao mà nhìn thấy run rẩy. Ông gặp chúng tôi ổng càng run mạnh hơn nữa. Ông kêu không biết sao hồi nãy ít run mà gặp thầy run quá đi. Hỏi trước có ăn con gì, ông kêu ăn con rắn. Mà bây giờ tay chân ổng run rẩy mà nhìn gương mặt ổng da dãy, bây giờ đang nằm phòng hộ niệm. Ổng tới ổng bò sát, ổng kêu con có ông chỉ vàng con đưa cho thầy, bây giờ trong đời con có nhiêu đây thôi, nhờ thầy giúp giùm con cho con sống không bao lâu đâu. Hỏi giờ giúp làm sao? Kêu thầy cho con vô phòng hộ niệm, khi mà con chuẩn bị ra đi thì cho vô phòng hộ niệm con đưa thầy chỉ vàng. Thì chúng tôi nói không, bây giờ chú phải bán cái chỉ vàng này đi, giữ đó để mà ra phòng trọ bên ngoài ở để đăng ký tạm trú. Có đăng ký tạm trú rồi, khi nào chú yếu là vô đây không tốn một đồng nào hết. Ông sững sờ. Đây là chúng tôi nói để ban hộ niệm biết, quý thầy biết. Phải để lại trong con người những ấn tượng đẹp, đừng để vật chất lên hàng đầu. Thì lúc đó cái ông đứng bên cạnh nói là ông có giấy tờ và cha mẹ ruồng bỏ hết. Con nuôi ông đến ngày hôm nay và con sẽ về nhập khẩu và làm chứng minh đầy đủ hết để cho ông lên trên này, mà mới nghe đây là ông đang vô phòng hộ niệm nằm trong này rồi. Thì khi mà mình đối nhân xử thế, đối người tiếp vật, không để cái lợi về vật chất lên hàng đầu thì cảm phục người khác liền, cảm phục liền, và họ tin tưởng mình liền, và họ nói chỗ này không phải là chỗ lừa gạt họ liền, và họ phát bồ đề tâm để họ dũng mãnh tu hành. Cái này gọi rằng là âm đức. Âm đức mình phải tích trữ áp đức này để làm gì? Để nó bảo toàn cái thọ mạng của mình, nó bảo toàn cái phước báu của mình. Và người nào chịu tích âm đức, người nào chịu giúp người một cách không điều kiện, không lợi dụng, thì người này được ngũ phước lâm môn. Ấn Tổ nói ngũ phước nè, lắng nghe nè, buổi giảng hôm nay khá quan trọng đó. Không biết khi nào ngồi pháp tòa giảng lại, dịch bệnh với hai nữa chúng tôi muốn bế quan tu. Nói mãi từ lúc dỗ bà cụ đến hôm nay. Hôm nay phải xuất hiện ở đây để cho đại chúng tin tưởng pháp môn Tịnh Độ là chính, chứ không có cái khoe khoang khoác lác gì đâu. Vẫn là phàm phu tục tử đấy, phàm phu lắm. Nghe Ấn Tổ nói ngũ phước lâm môn này. Ngũ phước là gì? Một, sống lâu. Hai, giàu có. Ba, bình yên khỏe mạnh. Bốn, ham chuộng đức hạnh. Năm, chết tốt lành. Những điều này chính là nêu đại lược về nhân trước quả sau, ước theo đời trước đời này mà luận của đạo trời. Phước thiện họa dâm vậy. Thật ra trời cũng không có quyền, chẳng qua thuận theo điều thiện, điều ác cho kẻ đó đã tạo và ban phước giáng họa. Nho gia gọi đó là mạng. Mạng ấy cũng là tự lập tự chịu. Trời đâu có hậu đãi kẻ này tệ bạc kẻ kia ư? Nhiều người nói gì? Trời hại tôi, quỷ thần hại tôi. Không phải, chỉ là nhân quả thôi các bạn. Đang nói nhân quả. Nếu người nào tích phước, tích âm đức, biết làm thiện, sửa lỗi hướng thiện, chịu cách vật chí chi, chánh tâm thành ý tu thân, thì lúc này gia đình của mình sẽ được yên ổn là tề gia, rồi mình mới trị quốc bình thiên hạ được. Lắng nghe cho kỹ. Người sống lâu phải có phước mới sống lâu. Phước đó là phước gì? Phước đó là lòng từ không giết, đó là tịnh nghiệp tam phước. Phước người ăn chay, phước người kiên giết, phước người phóng sanh, khuyên người ăn chay, khuyên người kiên giết,
khuyên người phóng sanh. Đây là phước của lòng từ không giết, của tịnh nghiệp mà ba đời chư Phật đã làm. Nếu ai làm được điều này thì chắc chắn là phải sống lâu. Nếu không có tiền để mà phóng sanh thì ăn chay kiên giết. Khuyên người ăn chay kiên giết là lợi tha của tịnh nghiệp này, chắc chắn bảo đảm 100 tuổi là bình thường. Sống lâu. Còn vì lý do gì sao người ta chết yểu? Sát hại sinh linh kinh thiên địa, báo thù oán hận khóc quỷ thần. Chúng sanh đang sống sờ sờ đó, cắt ngang sinh mạng đó, dẫu là không trực tiếp giết, hàng ngày ăn cũng là gián tiếp giết. Chút nữa thầy Minh có đọc cái chỗ này, tổ sư Ấn Quang khai thị rất sâu sắc về cái việc mà kiên giết ăn chay. Tức thì khi sinh mạng con thú vật đang sống, mình không trực tiếp nhưng mà mình gián tiếp, thọ mạng mình tức thì bị ngắn, thì người này gọi là ngũ phước si hao. Đúng không? Ngũ phước si hao. Tự mình làm tự chịu. Lúc bệnh hoạn, lúc thọ mạng ngắn, bắt đầu chết, đừng có nói ông trời ông hại mình, quỷ thần hại mình, người này là chủ yếm mình, không hại đâu. Do tự làm tự chịu à? Nhân trước quả sau à? Nhân quả thông ba đời à? Trong này ai muốn sống lâu đâu, giơ tay lên nè. Thầy cũng muốn 80 tuổi nè. Ai muốn sống lâu? Sống lâu nhưng mà gì? Phải khỏe mạnh. Nhưng mà sống lâu mà nằm một đống đó, bị bệnh hoạn thì có tốt không? Không. Ai muốn sống lâu mà bệnh hoạn, giơ tay coi. Cười gì cười. Chắc là ai cũng muốn sống lâu khỏe mạnh thôi, giơ tay coi. Để giờ ai cũng muốn sống lâu khỏe mạnh thì phải làm cái gì? Sống lâu đó là mình phải tích lũy cái phước. Đó là vô ý, công đức vô ý, là làm cho chúng sanh không còn sợ hãi, đem lại cho chúng sanh bình yên. Hàng ngày mình lễ Phật, niệm Phật, niệm Quan Âm Bồ Tát, lễ Quan Âm Bồ Tát, trì thần chú để bi, hồi hướng cho khắp pháp giới. Bắt đầu từ khi dịch bệnh là chúng tôi đã hồi hướng rồi, cho chúng sanh được bình yên. Tuy rằng không biết được hay không, nhưng mà cái công đức mà hồi hướng này bất khả tư nghị. Tin tưởng đi. Sống lâu, khỏe mạnh, giàu có. Giàu có nghĩa là người này có phước báu. Họ muốn mua cái gì là có liền. Mua xe có xe, mua nhà có nhà. Phước báu của họ tràn ngập, xài không hết. Họ biết bố thí, họ biết cúng dường. Và người này ưa chuộng đức hạnh. Thấy người có đức hạnh là họ cung kính. Thấy người không bằng mình là họ nâng đỡ và họ giúp đỡ cho người đó. Còn những người mà không có biết tích lũy cái ngũ phước này, thấy người khác hơn mình là bắt đầu mình ganh tị, thấy người khác thua mình bắt đầu mình gì, khinh bỉ. Đây là sẽ xuất hiện cái ngũ phước si hao. Và cái phước thứ năm của ngũ phước lâm môn đó là gì quý vị? Là lúc chết được tốt lành, thân tướng đẹp đẽ. Và khi người ta biết trước lúc mất nữa, tuy rằng họ không niệm Phật, có cái ông đó ở dưới Bình Định, ba chúng tôi nhắc hoài, sao cái ông đó ông nói đúng ngày giờ đó ông đi, mà ông có nói là ông đi theo ai, mà ông đúng biết ngày giờ đó ông chết, và ông chết rất là an bình, các căn vui vẻ. Đó là người này đạt được ngũ phước lâm môn. Đó là người này gọi là thiện nhân. Mà muốn chuyển lên thiện nhân, lên hiền nhân, lên thánh nhân, để về Tây Phương Cực Lạc thành Phật, thì người này phải tích lũy thêm cái phước của nhà Phật, đó là tịnh nghiệp tam phước nữa. Tình nghĩa tâm phước đó là hiếu dưỡng cha mẹ, lòng từ không giết, làm 10 điều thiện, tôn kính sư trưởng. Phải làm thêm cái tình nghiệp tâm phước đầu tiên nữa. Rồi quy y tam bảo, thọ trì cấm giới, bất phạm oai nghi, là tình nghiệp tâm phước thứ hai của tình nghiệp tâm phước trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thứ ba đó là đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, tin sâu nhân quả. Và đọc tụng đại thừa đó để khuyến tấn hành giả vãng sanh Cực Lạc. Đây là tình nghiệp tâm phước cổ Phật giáo, sâu hơn nữa, đặc biệt hơn nữa. Ở đây hôm nay có một vị thầy đang ngồi ở đây. Chúng tôi với thầy cũng cùng cảnh ngộ, là lúc trước cũng cùng ở trong thiền viện. Hôm nay sư cô là mẹ của thầy.
Phải nói là khi gặp bệnh rồi thì thầy phải lo hết mình, bao nhiêu tiền bạc cúng dường trai tăng ở đây cũng có, cúng dường thiền viện, trúc lâm, các nơi thầy làm bao nhiêu phước báu đều hồi hướng hết cho mẹ. Tuy rằng đời này sư cô không có làm điều gì ác hết trơn, hỏi lại thầy không có làm điều gì ác, coi như là không có tạo những cái nghiệp sát sanh và ăn chay đi xuất gia đến ni sư rồi, nhưng mà do đời trước tạo sát nghiệp, đời này phải trả. Mà trả trong một đời này để khỏi làm loài súc sanh xuống địa ngục ngạ quỷ để trả. Tốt. Không có cái gì bỗng không hết. Đó là nhân quả hết. Thì hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc mà con người mình phải quyết định một đời này phải vãng sanh. Tuy nhiên có một số những người họ niệm Phật, nhân niệm Phật thì có mà quả vãng sanh thì không có. Bởi vì họ mất cái nền tảng căn bản đầu tiên để làm người là nhân thừa rồi. Mà họ bước lên Phật thừa mất căn bản, họ đi không được. Thì đây cái lá thư này là 407, hôm trước chúng tôi có nói sơ qua rồi. Rất đặc sắc, ngắn gọn, cô đọng, xúc tích. Mà chúng tôi được xem như lá thư này là chúng tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Và Ấn Tổ cô động cái bộ văn sao, và những người muốn vãng sanh thì áp dụng trong cái lá thư này không dài, nhưng mà nó ngụ ý trong đó là phải làm được nhân thừa, là giữ vẹn luân thường. Nếu không giữ vẹn được luân thường, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, là một con người hiền thiện, thì người này không phải là thiện nhân, giống như chim mà không có cánh. Và khi thiện nhân không làm được mà bước lên hiền nhân, thánh nhân để tu quả vị Phật thì người này mất căn bản. Hôm nay nhân cái tiện lễ tất niên kỷ niệm 21 năm này, chúng tôi nói cái lá thư này, đại chúng nên quan tâm, quan trọng lá thư này. Ai có văn sao rồi đó nghe, thì về nên lật ra để mà coi trong cái lá thư, trong tam biên 407, lắng nghe kỹ. Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, văn giữ các điều lành. Nếu muốn học Phật đạo để thoát phàm tục mà chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà muốn tươi tốt, như chim không cánh mà muốn bay cao ư? Chỗ này sâu sắc, chiêm nghiệm sâu sắc, cực kỳ sâu sắc. Chim không có cánh làm sao mà bay, cây không có rễ làm sao mà đâm chồi nảy lộc ra bông kết trái được. Một con người nếu là thiện nhân mà không làm được điều này, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, đừng làm các ác, văn làm các thiện. Cái này là bài kệ tu trì của Ngài, quan trọng cực kỳ của một con người. Khi làm được điều này thì mới nói đến cái chuyện niệm Phật nha. Lắng nghe cho kỹ. Mà luân thường đó là hiếu để, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ. Tám cái chữ này nếu mà làm được trọn vẹn thì người này gọi là một con người hoàn thiện, gọi là thiện nhân. Nếu tám chữ này mà làm không được thì người này không phải là thiện nhân, là người ác nhân rồi. Mà trong tám chữ này vẫn là chữ hiếu sinh và hiếu đức, chữ hiếu để lên hàng đầu. Hiếu để, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, làm cho bằng được. Cô Giáng Hương này thực sự bà cụ có phước, mẹ của cô thực sự là có phước. Lúc tuổi về già, cô lo lắng đầy đủ. Lúc còn sống cô cũng đi cúng dường, hồi hướng hết cho mẹ. Lúc mất rồi, 3 năm nay cô đi không biết bao nhiêu cái đạo tràng tam thời huệ niệm ở dưới thầy Thiện Thành, ở dưới Trà Vinh, và hầu như đạo tràng nào ở ngoài Huế, những đạo tràng nào mà có cúng kiến là cô đến để cô lạy. Cô không phải là kêu là có của, có điều kiện, cô này cũng có khá phước báu, mà đến không phải chỉ cúng dường xong rồi đi đâu. Sáng hôm nay cũng tranh thủ lên để mà lạy, mà hôm qua là đi từ thiện với Tây Ninh, mà đi về mà coi như là tưởng là xe nó không biết sao mà xe xăng mà nó đổ dầu, nó chạy nó banh giữa đường luôn, bắt taxi mà chạy lên tới trên này, vừa kịp là máy bay nó ra, nó bay lên trên này chứ không thôi tiêu rồi. Xuống tới Tây Ninh chạy về trên này kịp để mà cúng. Sáng nay lạy hết 500 lạy, chứ không phải giàu có mà kêu rằng không, chỉ có bố thí cúng dường tôi không biết tu. Vừa có phước mà vừa có công phu, vừa có tu mà vừa có làm phước, thì giống như chim có hai cánh. Tu đó là để cho đoạn trừ phiền não, phát sanh trí tuệ. Phước đó là gì?
phước đó là cái bè để mình nương nấu ở trong cõi này, và lấy cái phước này hồi hướng về cực lạc thì quả vị mình thăng cao. Nên làm hai chuyện này giữ vẹn luôn thường. Người nào làm được hiếu đức, mà cái hiếu đức là cái gốc, là cái nền tảng, giống như cái cây nó có rễ là cái đức, là cái gốc. Con người có hiếu đức rồi á ngang, thì tất cả những phước báu vào với họ một cách dễ dàng, họ làm đâu chúng đó. Mà người bất hiếu rồi, không có hiếu đức, họ làm đâu chọc đó, làm đâu trở ngại đó. Rồi đến lúc con cái của mình nó sẽ trả lại cái quả bất hiếu cho mình thấy. Nói về cái chuyện bất hiếu thì bữa nay chúng tôi thấy quá kinh khủng đó. Kinh khủng, quá kinh khủng đó. Con cái, cha mẹ không thể đặt đẻ được. Thương là yêu nhau, là tự cưới nhau, tự lập gia đình, tự do kết hôn. Để mà kêu cha mẹ mà đặt đẻ thì không bao giờ. Không bao giờ có chuyện này. Sống theo ý mình hết. Trong gia đình bị lũng củng, giáo dục gia đình bị lũng củng. Người mẹ không học lời thánh hiền, cho nên con cái không thành thánh hiền. Người mẹ đi lo tìm kinh tế thì sanh ra con cũng lo đi tìm kinh tế, có tiền bạc của cải vật chất. Người này có tài nhưng mà lại không có đức, đó là tiểu nhân. Kẻ có đức dẫu cho tài người ta yếu kém vẫn là người quân tử đó. Đức thắng tài là người quân tử, mà tài thắng đức là đứa tiểu nhân. Vậy mà đắp cái nền tảng, cái đức hiếu, hiếu đức cho nó quan trọng không? Cực kỳ quan trọng. Mà khi còn nhỏ mà không có đắp cái nền tảng, từ lúc trong thai giáo cho đến lúc lớn lên cũng như là măng thành tre rồi, uống đâu có đường nữa đâu, không được. May thay sao mấy thầy lại còn một cái phước báu, cái thiện căn trở về trong tâm bảo, rồi thuần thiện, thuần tịnh, thuần chay ở trong này, hoan hỷ để mà tu. Chứ cái tuổi này đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu. Ngoài đời thôi cho khét tiếng, không đơn giản đâu. Trời ơi, bao nhiêu người này vô đây tu rồi, chứ không tu thôi cho mấy cô cũng mệt mỏi cho đâu có chừng nào. Khổ biết bao nhiêu không? Thầy Tuệ mà, thầy Tuệ mà ở dưới khu chân tu, thầy năm nay cũng gần 60 tuổi rồi, mà thầy nói là, thầy kêu là ở ngoài đời thầy không có tự chủ được nữa, làm đủ kiểu tội lỗi, đủ kiểu hết trơn. Lên đây là để mà nghe người ta nói lên đây là chết, không có tốn tiền. Ông thích quá, ông lên đây cho chết, mà sao cuối cùng sống lại không khỏe. Không thể tưởng tượng nổi cuộc đời của thầy mà thầy kể ra mình rùng mình, không lạnh mà tốt mồ hôi. Kinh khủng. Như vậy giữ vẹn luân thường là hiếu đức và hiếu sinh. Hiếu sinh là bảo tồn sinh mạng của chúng sinh, thương yêu loài vật, giúp người lợi vật, đó là thiện. Nói cái miệng thôi, không làm thì người này thiện khẩu thôi, chứ không có thiện hành, không có thiện ý, nói đường làm ngã, không được. Phải thực sự là tâm nghĩ sao, miệng nói vậy và hành động làm như vậy, gọi là thân khẩu ý hợp nhất để mà phải giúp người lợi vật. Phải giúp người lợi vật, đó là thiện. Hại người hại vật là ác, tổ sư Ấn Quang nói là ác. Rồi sau khi giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, nhắn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, người này là thiện nhân. Làm đừng làm cái ác, văn làm các thiện là thiện nhân nha. Người mà được là thiện nhân niệm Phật khác hơn người ác nhân. Ác nhân niệm Phật gieo cái viễn nhân thôi, viễn nhân là nhân xa thôi. Đời sau có thể làm người, mà một đời coi chừng không làm bằng một đời. Đời này làm người, đời sau làm súc sanh mất. Mà nếu là thiện nhân rồi thì người này niệm Phật thì công đức bất khả tư nghị. Ngài nói nếu thân mình thanh tịnh, không sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng không nói láo khoe khoang đông thập rủa chửi, ý của mình ngăn dứt được tham sân si, thì người này niệm Phật cách một trời một vực so với những người không thanh tịnh. Cái chỗ này quan trọng. Còn không thì mình chỉ gieo nhân mà không có quả. Gieo nhân niệm Phật mà mất đi cái nhân căn bản này thì vãng sanh không được. Chữ lá thư này cực kỳ quan trọng. Nói hai vế. Vế thứ nhất là nãy giờ chúng tôi đang nói, đó là người con người để hoàn thiện một con người. Đó là đừng làm các ác, văn làm các thiện. Giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận. Ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Cực kỳ chỗ này quan trọng. Ngoài niệm Phật phải để ý đến cái chỗ này. Chỗ này cực kỳ quan trọng. Rồi tiếp tục, khi là thiện nhân rồi, bắt đầu phát tâm thật vì sanh tử, phát tâm bồ đề, dùng tính nguyện sâu,
trì danh hiệu Phật. Phàm phu sắc đất muốn liễu sanh tóc tử ngay trong đời này, nếu chẳng y theo bốn câu này sẽ thành không nhân mà muốn có quả. Chưa gieo đã mong gặt hái, muôn vàng chẳng có lẽ ấy. Nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu, chắc chắn khi còn sống dự vào bậc thánh hiền, khi mất liền lên cõi cực lạc. Xin ông hãy gắn lên tám câu này. Nếu làm được thiện nhân rồi, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện rồi, bốn câu trước này làm được rồi 5 đến 70%, 80%, như vậy chưa đủ, vẫn là thiện nhân thì đời sau làm một con người tốt hơn một đời. Nhưng mà muốn liễu sanh thoát tử luôn á thì phải thật vì sanh tử, nhàm lì sợ cái chuyện sanh tử này, sanh ra thực sự là khổ. Người được sanh cũng khổ, người bị sanh cũng khổ, cực kỳ là khổ, khổ đau. Rồi gì, chết đi không biết đi đâu, tiền đồ mờ mịt, mang mang, không biết lối mòn. Bây giờ mình biết rồi, biết đường rồi, là gì? Muốn liễu sanh thoát tử là phải dùng tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Thực sự muốn như vậy thì người này trong một đời này chắc chắn liễu sanh thoát tử. Còn tu những pháp môn khác thà là tự lực thì không phải dễ. Đó là cái việc chúng tôi nói sơ cái lá thư này thôi. Giờ lắng nghe chỗ này quan trọng. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và Đức Phật A Di Đà cùng làm một việc là tiếp dẫn chúng sanh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng hai vị này cái nguyện thì đồng với nhau, cùng làm một việc cho chúng sanh cùng về nhà liên bang. Sáng nào ngồi ăn cơm trong nhà lá đó cũng nghe từng đoạn, nghe xong bắt đầu mới ghi lại, rồi bắt đầu chép ra để coi. Lắng nghe chỗ này, này. Hành nguyện của Phật Di Đà và Quan Âm cùng là một việc, cho nên người lạy 500 danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, niệm Quan Âm để vãng sanh Tây Phương cũng được, vì Phật Di Đà và Quan Âm cùng làm một việc, cùng có một nguyện là đưa chúng sanh liễu sanh thoát tử. Nhưng lúc sanh đẻ và lúc hiện thời thì cần niệm Quan Âm, nhất là lúc sanh đẻ cần phải niệm Quan Âm, mà niệm ra tiếng thì sanh an toàn. Và lúc mình gặp nguy nan, ôn dịch, hạn hán, đang dịch bệnh corona nè, thành tâm niệm Quan Âm nhiều hơn. Vì mình chưa có ý nguyện muốn vãng sanh, dĩ nhiên trong lúc mình công phu là hồi hướng vãng sanh, nhưng mà trong cái việc mình gặp nạn mà mình chưa đủ cái quyết tâm để buông xả vạn duyên vãng sanh, để mình qua cái chướng nạn này, thì Quan Âm, niệm Quan Âm là nhanh nhất, đỡ tốn tâm lực nhất, lẹ nhất. Nhất là cái gì? Gặp những người bảo bùa ngải, tiểu nhân hãm hại. Nãy có hai mẹ con, cái cô Phật tử ở Sóc Trăng, hồi nãy có lên dân hoa đây, đại diện cho chùa ở Lộc Minh, sư cô Như Minh, bị cái bà bên cạnh bỏ ngải. Người bỏ ngải trong người khó chịu, ngủ không được. Gặp người đó, người ta bỏ ngải rồi, không biết sao họ điều khiển được cái kiểu gì không hiểu, mà bóp cổ rồi trong giấc mộng dí, sợ quá chừng, rồi kéo chân kéo đồ không cho ngủ, làm kinh khủng. Cô mới gọi chúng tôi, có hỏi trì thần chú đại bi, niệm Quan Âm hết không? Chúng tôi nói dám bảo đảm hết. Cô kêu con trì theo cái máy mà sao con thấy thầy có một hơi dài quá, thầy không có nghĩ. Kêu có chứ, nghĩ bốn hơi, nhưng mà thầy làm nó xích lại chứ sao ai mà không nghĩ được. Bởi vì cái thần chú đại bi tụng trong máy là nó phải liên tục không bị gián đoạn. Chứ nếu mà mình để gián đoạn giống như là bình thường không có cắt xén để ráp lại đó, thì mình đang tụng cái máy nó ngưng lại đó, thì mình bị gián đoạn và mình bị khựng liền, mình bị phân tâm liền. Trên cái máy nó liên tục như vậy. Nhưng mà mình có quyền ngưng và hít thở, và mệt thì mình có thể im lặng. Con nói con cũng tụng theo thầy, con tụng không nổi, thầy tụng nhanh quá. Không phải thầy tụng gọi rằng là gì đó, nó liên tục cái hơi nó dài, con tụng không nổi. Nhưng mà mới lần đầu thì thấy nhanh, mà về sau thì thấy vừa và nghe được. Thì chúng tôi mới chỉ có cách để mà trì đại bi, trong vòng 2 đêm mất liền không còn. Hay thiệt ngại, văng liền. Cái đêm mà chuẩn bị văng là vừa nằm xuống, cái bóng đen nó quăng trước mặt, mà tự nhiên cái người trì thần chú đại bi họ có cái pháp an tâm, có khi không có sợ. Hay vậy nghe, không có sợ, yên ổn. Vì vậy cho nên thành ra là Tổ Ấn Quang nói khi gặp nạn thì thần chú đại bi và danh hiệu Quan Âm thì nhanh hơn.
nhanh hơn và cái sự cảm ứng mau lẹ và đỡ tốn tâm lực hơn. Chút xíu nữa thầy Nhuận Minh có đọc cái chỗ này, đỡ tốn tâm lực hơn. Có nhiều sư cô, có nhiều người nói niệm một câu Phật hiệu thôi, không cần phải thêm trì chú đâu, xen tạp rồi. Lắng nghe chỗ này nè, chúng tôi nói rất nhiều lần về chỗ này, lúc trước chúng tôi cũng đồng quan điểm này, nhưng mà nhìn lại căn cơ của mình thử coi làm sao. Qua nổi không? Nhiều chuyện qua không nổi. Tâm lực mình chưa cảm được câu Phật hiệu, chưa tương nhất, chưa có tương ưng được. Khi chưa tương ưng được rồi á, gặp nhiều chướng ngại, tính tâm lui sụp chịu không nổi. Vậy mà người trì đại bi họ giữ chỉ có sáng 1 tiếng 15 phút, 54 biến, chiều 1 tiếng 15 phút, 54 biến là 108, đủ tiêu chuẩn rồi, suốt ngày cứ niệm Phật niệm Quan Âm chứ đâu có gì trở ngại, mất thời gian nhiều lắm đâu. Mà cái điều này Tổ Ấn Quang ngài dùng, ngài hành trì mà. Một số người trong này đồng quan điểm chúng tôi có trì thần chú đại bi, như một số các Phật tử gặp mấy thầy mấy sư cô, một số người họ không trì và họ kêu khổ trì, nhưng mà họ đã trì tụng có kết quả rồi là khuyên họ bỏ, không bỏ đâu, giết họ cũng không bỏ đâu, không bỏ đâu. Khi mà mình trì thần chú đại bi như vậy, 84.000 chứng bệnh, trong đó có bệnh S là sida, corona, không dám đến mình đâu, bảo đảm. Điều này ai nói vậy? Điều này ai nói vậy? Họ thượng tiến hóa, làm thực sự, dắt mười mấy đứa nhỏ đi xung quanh một cái vùng đó. Họ đang dịch bệnh chết quá chừng luôn, mà ngày niệm một thời gian tiêu hết cả dịch bệnh, cái làng đó tiêu hết, hết dịch bệnh. Ngài có nói mà thầy Nhân Minh hay đọc cái điều này, tin đi, bây giờ đang dịch bệnh hoành hành. Trời ơi, cái cô đó cô kể bên Đức, cái ông đó ông kêu trời ơi, chưa hồi nhỏ giờ chưa khi nào thấy cái hoàn cảnh mà ở trong nhà như cái tù như vậy, không dám ra ngoài, chết quá trời trời luôn rồi. Cái bà đó nói nếu không còn con chó chắc điên luôn, chơi với nó mà nó đâu biết nói năng gì đâu, mà con chơi với nó đỡ buồn. Trời, lúc đó mình trì đại bi niệm Phật thôi sướng biết mấy, lúc đó là đang nhập thất luôn, sướng biết mấy không. Họ không có ai chỉ, cho nên gặp Phật pháp không phải dễ đâu. Năng tính chi pháp là pháp môn tịnh độ khó tin, và Phật pháp rất khó tin, người ta nói cũng chưa chắc gì tin nữa đó. Hảo đạo tràng nan ngộ, dễ gì gặp được đạo tràng tốt à, thân người khó được à, Phật đạo khó thành. Nắng nghe kỹ, có cái cô Phật tử bên Mỹ ở Santa Ana, giờ hiện tại cô đang nghe trực tiếp bên đó. Cô nói con trì thần chú đại bi mà 108 biến bằng miệng thôi, không có mấy á, con muốn đứt hơi luôn và rác cổ con chịu không nổi. Chúng tôi chỉ lên trang web vôlườngthọ.vn, kéo cái file MP3 trì thần chú đại bi xuống. Mà cô tụng sáng nay cô báo khỏe quá chừng khỏe luôn. Theo cái máy của thầy ngồi nghỉ, đang lắng nghe cũng có công đức, nghe cũng có công đức, nghe cũng cảm nhận thấy rằng là nó có cái cảm giác. Lắng nghe nè, khi mình nghe một bài hát buồn trong lòng mình nó buồn, nghe bài hát vui trong lòng mình nó vui. Con người bị chi phối âm thanh rất lớn. Nếu mà nghe được thần chú đại bi, nghe lại danh hiệu Phật, mình niệm nghe trong máy, hoặc giả là nghe lại danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, có công đức trong đó, cho nên thân tướng của mình thay đổi. Và gì? Nghiệp chướng mình chuyển hóa, lòng mình an lạc. Người ta phấy rối lòng mình không được, người ta làm mình giận buồn không được, không vô nổi, không buồn nổi. Trong lòng mình chứa thần chú đại bi, chứa danh hiệu Bồ Tát, công đức an lạc, vô lượng an lạc, cho nên nó vô cái nó pha loãng liền. Một lu nước quá lớn mà một giọt nước đen bỏ vô pha loãng, giọt nước đen là cái điều ác, điều xấu, những người ta làm mình buồn phiền, vô pha loãng liền. Cô đó có nói trời ơi, lúc trước ông chồng con, ông nói con buồn con chịu không nổi, bữa nay ông nói con thấy như không có chuyện gì, ông nói ông làm khó dễ gì đi nữa, con thấy cũng như không có chuyện gì, lòng con an ổn và con vẫn đối xử tốt. Đang có biện pháp giúp cho họ, còn họ nói xấu, họ làm mình khổ, mình làm lại khổ, coi như cũng gì cốt khỉ hoàng cốt khỉ, hai người đều xấu hết, chả giúp gì được cho họ, cứ như vậy hoài khổ đau chết, thù ghét gặp gỡ khổ. Lắng nghe cho kỹ. Như vậy hôm nay cái pháp của mình tu là gì? Tụng một cuốn kinh Di Đà, nếu có thời gian tụng hết cuốn kinh Vô Lượng Thọ hoặc một nửa cuốn cũng được. Không là sáng phẩm thứ 6, chiều 32 đến 37, hoặc giả tụng một cuốn kinh A Di Đà, sau đó rồi bắt đầu lễ Phật.
Mà khi mà mình lễ Phật mà mình cảm giác thấy mệt đó, hôm nay chỉ cái cách dụng công lắng nghe kỹ, thì mình đứng một câu thôi, tu ở nhà một mình đó, hoặc là trong chánh điện thì cũng vậy nè, mình đứng niệm ra tiếng một câu, mấy một câu mình đứng ra tiếng một câu, quỳ thấp xuống nếu mà mình mệt đó, mình niệm trong tâm hoặc là niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc niệm Quan Âm Bồ Tát thì Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, hoặc nó mệt thì thầm. Thường chúng tôi mà tu cái khoảng 2 giờ đến 6 giờ mà 4 tiếng á, là hầu như là lễ Phật chúng tôi thầm, đứng một câu ra tiếng hoặc giả thầm luôn. Chứ còn nếu ra tiếng miết chịu không nổi, 4 tiếng chịu không nổi. Mà nếu mà có thầm rồi mà mình giữa ngồi với mình lạy, với mình trì đại bi, mình tụng kinh, thì 4 tiếng không thành vấn đề, rất khỏe. Mấy thầy vậy đó vẫn tu 4 tiếng rất khỏe, không thành vấn đề. Cái máy nó trợ mình hết 2/3 luôn. Nghe một câu Nam Mô Di Đà Phật, mình khỏe thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật ra tiếng. Ấn Tổ nói nếu mà mình niệm ra tiếng mà mình thấy khỏe thì mình niệm ra tiếng, nếu hôn trầm thì mình nên niệm ra tiếng, còn nếu không thì hôm nay đại chúng ở đây một câu, lúc mình ngồi xuống để nghỉ 15-20 phút đó, một câu ra tiếng Nam Mô Di Đà Phật, lắng nghe cho kỹ, tập trung nơi chỗ nghe, nghe thì có công đức, rồi trong tâm mình niệm một câu hoặc giả niệm thầm Nam Mô Di Đà Phật, nhẹ nhàng lắng nghe câu Phật hiệu giữa máy với mình nó đang xen với nhau liên tục, âm thanh không gián đoạn. Có vọng gì nó xen vô nó cũng văng ra, nó xen vô nó cũng văng ra thôi. Cái đó là cái cách, tuy rằng đơn giản vậy thôi nhưng mà hiệu quả đó quý vị. Không có mệt, lại hoài không mệt. Mệt mình ngồi xuống lắng nghe. Không có chuông, không có khánh gì cả để khỏi phân tâm vô trong đó. Dùng cách này chục năm đi. Dùng chục năm, dùng suốt đời. Nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị nói về Bồ Tát Quán Thế Âm này. Bồ Tát Quan Thế Âm đã triệt chứng di tâm, tỏ trọn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết hãy cảnh của pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát. Mấy chỗ này nghe sướng người, sâu sắc hay. Cho nên được may từ bổ văn, sóng trào biển bi, hệ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa. Không nguyện nào chẳng thỏa. Chỉ có nguyện làm ác thì niệm không có thỏa được. Tất cả niệm thiện, niệm vì chúng sanh đều thỏa mãn hết. Do Bồ Tát nghe tiếng chúng sanh đau khổ kêu cầu mà ứng hiện trong sát na. Ứng hiện trong sát na, trong giấc mộng ứng hiện. Hiện sông núi tàu bè nhà cửa đủ kiểu hiện để mà độ sanh, cực kỳ sự bầu nhiệm linh ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm, càng niệm càng thấy màu nhiệm. Lắng nghe Tổ sư Ấn Quang khai thị về cái niệm Phật xong rồi, quý vị nghe thầy mình đọc mấy cái lời trích lục của chúng tôi trong ngày hôm nay khá quan trọng. Giờ lắng nghe cái chỗ này. Niệm Phật tuy quý ở tâm niệm. Tâm niệm là sao? Trong tâm niệm A-di-đà Phật, không ra tiếng. Trong tâm niệm Nam-mô-di-đà Phật, không ra tiếng. Hôm nay áp dụng kiểu này lắng nghe nè. Chúng tôi hỏi thầy Thiện một số, như thầy Phiên, thầy áp dụng cái kiểu niệm như chúng tôi, thầy thích, thầy thấy nó có một cái lực ở trong tâm. Lúc trước thì chúng tôi niệm từng chữ A-di-đà Phật, A Di Đà Phật trong tâm á, cái tốc độ như vậy đó. Thì một thời gian tự nhiên thấy cái tâm của mình nó không có hưng phấn lắm, mà sao nó không có vô công phu nổi. Sau rồi bắt đầu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ba câu một lần, thì tâm lực người nào mạnh người ta làm được, tâm lực người nào mạnh người ta niệm nhớ số được. Ấn Tổ nói có nhiều lúc tôi không nhớ số, nhớ số tốn tâm lực. Lắng nghe chỗ này. Hôm nay đổi lại cái cách A-di-đà-phật trong tâm đó, nhặt lại hai chữ nè, lắng nghe nè. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hai chữ một. Cái tâm mình nó yếu, nó chưa nhớ rõ. Quý vị để ý coi nghe, lắng nghe nè. Trong tâm của mình mà buồn, phiền, giận hờn, suy nghĩ một điều gì bức tức đó nghe, hoặc suy nghĩ một cái điều gì mà mình thích thú đó, nó mạnh ghê lắm, nó dày đặc ở trong đó luôn. Đêm nay còn nằm mơ thấy cái điều đó luôn, lấy ra không được. Nhưng mà khi niệm câu Phật hiệu là nó yếu nhớt à, nó nhạt nhòe vô cùng. Bởi vì mà hằng ngày mình không có ức niệm. Ấn Tổ nó không có ức niệm là không có nhớ niệm, không có vui mà niệm.
Chứ nếu mà nhớ mà niệm á, thì khi nó nói chuyện hoặc nó lo công việc gì bằng đầu óc viết lách thì nó lo, nhưng mà khi thả một cái nó quay lại liền, nó bật lại liền. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cho đến lúc Ngài nói đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng động tĩnh, mặc áo ăn cơm, vào đại tiểu tiện, tiếp khách, lấy câu Phật hiệu làm bổn mạng nguyên thần, không cho quên. Công phu này kinh lắm, công phu này không phải dễ đâu. Đến lỗi Ngài đang viết lách mà vẫn niệm được luôn. Trong văn sao có những đoạn đó, đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng động tĩnh, mặc áo ăn cơm, vào đạo tự tiện mà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mà thường niệm trong tâm thì sao? Thường niệm trong tâm thì người này khí lực không bị tổn, dưỡng hơi, dưỡng thần, dưỡng thân, dưỡng tâm, cực kỳ là hay luôn. Bốn chữ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Buổi sáng dồn toàn bộ vô trong cái danh hiệu Phật. Đến trưa rồi bắt đầu ăn cơm, bắt đầu niệm Quan Âm đến chiều. Cho nên Ngài nói niệm Phật và niệm Quan Âm nên chia làm hai thời như vậy. Hôm bữa có cô bên Mỹ có nói: con nghe thầy giảng, con thấy thầy nói Quan Âm cũng quan trọng mà Di Đà cũng quan trọng, bây giờ con không biết niệm ông nào. Thầy kêu bây giờ chia ra, sáng con niệm Di Đà trong tâm, còn chiều niệm Quan Âm. Nếu con gặp hoạn nạn là Di Đà suốt ngày luôn. Ấn Tổ chỉ cho Ngài chỉ thoát, niệm suốt ngày luôn. Mà niệm suốt ngày thì Quan Âm bảy chữ là phải buộc là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, phải thầm thôi, chứ trong tâm nhiều chữ làm không nổi, phải thầm thôi. Còn nếu năm chữ thì ngắt nó ra: Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm ba chữ, Bồ Tát hai chữ. Nhưng mà thực sự năm chữ cũng hơi khó nữa, Ngài kêu nhiều chữ, cho nên phải thầm. Quan Âm phải thầm. Phải thầm là gì? Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầm se sẻ, người khác bên cạnh không nghe, trong tâm niệm ra tiếng nhỏ và lớn tiếng. Bốn cách hành trì của Ngài, bốn cách hành trì của Ngài. Lúc trước chúng tôi niệm Quan Âm trong tâm giữ cực kỳ khó, lúc nhập thất đâu có biết đâu, cứ niệm trong tâm không mà thả ra một cái là chịu không nổi, cực kỳ khó giữ. Rồi lúc mà từ 2013 gặp Gia Ngôn Lục là cứ thầm nhép môi bốn chữ suốt luôn, cũng tổn khí hơi nó ra hoài, không có giữ trong tâm được. Chúng tôi để ý mỗi lần lên giảng hoặc làm cái sự kiện gì quan trọng mà chúng tôi kè cái câu Phật hiệu liên tục, cứ A-di-đà-phật, thì nó dưỡng được cái hơi và cái công việc lúc đó lên giảng hay làm gì nó khác, nó có cái định lực trong đó. Đặc biệt có nhiều người họ tới một cái sự kiện gì đó họ rung, họ đứng không nổi, tâm lực họ bị hao, khí lực họ hao, hai cái này thôi là giết họ, là ngã lăn rồi, giữa đại chúng là họ gục, có chịu không nổi rồi. Tâm lực có thừa mà khí lực không có, khí lực là hơi của mình á có, nhưng mà tâm lực yếu nhất. Nhưng mà giữ được câu A-di-đà-phật, khí lực tâm lực dư luôn để mình làm một cái sự kiện đó. Tin như nào? Vượt qua cái chuyện đó không được, thèm thuốc, thèm thịt, thèm rượu, cứ A-di-đà-phật trong thời gian ngắn tự nhiên nó qua một cách nhẹ nhàng. Tâm lực quá mạnh, tâm lực này là Phật lực gia trì nữa, qua quá dễ, quá dễ luôn. Trong khi đó tự thân mình qua không được, trong đó tự thân mình qua không được, nó dính ở trong đó rồi ra không được. Chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi cảm xúc cho nên tôi nói để cho đỡ buồn ngủ. Sáng Di Đà, chiều Quan Âm. Quan Âm bảy chữ, ra hơi thầm, không mệt. Sáng có dưỡng hơi một bình hơi sáng A Di Đà Phật đầy rồi. Chiều là gì? Tha hồ luôn, dư. Từ sáng vừa bắt đầu công phu xong một cái là gì? Giữ suốt luôn cho đến lên trên này, trong người mát mẻ, mát mẻ. Tin làm thử coi, trước giờ suy nghĩ đủ thứ hết trơn rồi, buồn giận rồi, thương ghét rồi, giận dỗi rồi gì đó, lẫy hờn rồi, nhõng nhẽo với chồng nữa chứ, đủ kiểu luôn rồi, có sướng ích gì đâu. Con người mình đâu phải như vậy đâu, toàn là diễn tuồng không, bản chất của mình đâu phải là như vậy. Con người của mình đúng ra là phải có tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông chứ, từ bi hỷ xả vô ngã vị tha chứ, đâu mà nó có hành hạ mình như vậy. Niệm Phật có thử coi nó hết không? Hết chứ. Niệm Phật nó tiêu hồng tiêu túc nghiệp mà. Niệm Quan Âm nó càng cực kỳ. Hôm qua chúng tôi gửi lá thư cho thầy Dung Minh, cái ông đó ông quá khổ đau rồi, chắc là vợ bỏ vợ chê hay sao mà khổ quá rồi, khổ vì tình vì tiền đủ thứ hết trơn. Ngài nói làm sao? Ông khổ nghiệp ông nhiều, ông niệm Quan Âm đi nhanh lắm.
mấy cái người mà gần chết rồi người ta nói lời chân thật, tôi gần chết rồi tôi nói chân thật lắm. Trời, cái lời của Ngài nó quá thống thiết. Không ngờ niệm Phật một thời gian, vô sư trí, tự nhiên trí, diệu quan sát trí, thành sở đắc trí, đại viên cảnh trí xuất hiện. Nghiệp tiêu thì gì? Trí rạng thôi. Thanh tâm thì quả dục. Thanh tâm là tâm thanh tịnh. Thanh là thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh thì bớt ham muốn. Mà muốn bớt ham muốn thì niệm Phật nó mới bớt được cho con người. Mà dễ gì bớt ham muốn. Nên khi A-la-hán nó mới dứt được lòng tham mà. Bây giờ muốn bớt ham muốn thì niệm Phật. Mà niệm Phật thì tâm nó thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì trí tuệ phát sanh, nghiệp chướng tiêu trừ. Chứ còn nếu bọn phàm phu chúng ta làm sao mà để tâm thanh tịnh được. Cho cái người mà bớt ham muốn là người ta thích bố thí, người ta biết đủ, người ta niệm Phật nữa, an toàn, bảo đảm. Mà khi con người này làm được điều này là người siêu phàm xuất cách, siêu quần bạc tị thôi, không nói gì hết trơn. Còn muốn làm phàm phu lè tè sắc đất, hơn thua tranh giành đúng sai, phải trái, chết chết cái miệng cứ cãi miết, cứ nói ra là cãi với nhau, làm chi vậy, được cái gì đâu. Sao không niệm Phật đi. Điều này hôm nay chúng tôi nói chân thành, tha thiết và cung kính, chứ không phải la rầy hoặc là ta đây. Thực sự văn sao quá tuyệt. Chịu khó mà niệm Phật tâm thanh tịnh rồi thì gì? Phát sanh trí tuệ, học một biết mười. Đặc biệt niệm Phật tuy ở tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng, vì ba thứ thân khẩu ý hỗ trợ nhau. Nếu tâm ức niệm nhưng thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng thì cũng khó được lợi ích. Trong tâm không mà không có dùng thân để lễ, mà miệng tụng ra tiếng, mà đừng có tụng nhiều quá, lớn quá, nó bị tổn khí. Thì nếu mà không làm như vậy thì người này không thể thể có lợi ích nhiều lắm. Cho nên thành ra là phải thân lễ, miệng tụng ra tiếng vừa phải, tâm ức niệm, thì ba cái này nó hợp lại thì người này mới thành tựu được. Huống là muốn nhiếp tâm chứng tâm muội ư. Trong này có một cái đoạn chúng tôi không trích, Ngài có nói nè: người khiêng vật cần phải có tiếng hò reo. Khiêng cục đá 3-4 người, 1-2-3, dùng cái tiếng hò reo đó để dùng sức mạnh. Nam Mô A Di Đà Phật, dùng cái âm thanh vừa phải để lắng tai nghe. Muốn tâm không rời Phật thì miệng không rời niệm. Từ tâm thoát ra, miệng không rời niệm, tai không rời tiếng. Lâu ngày chày tháng, tâm miệng tai ba căn hợp nhất lại, người này được tâm muội. Nghe tiếng mấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tai lắng nghe, miệng niệm ra tiếng, tâm ức niệm, cứ làm sao đó ba căn này nó phải hỗ trợ nhau, thân thì lễ cung kính, thì người này vô công phu tâm muội chắc. Lắng nghe cái chỗ này chúng tôi nói một đoạn ngắn chỗ này nữa, thầy Nhuận Minh bắt đầu đọc nghe, lắng nghe này. Vì sao mình niệm Phật mà lâu vãng sanh vậy? Bởi vì mình xả ly ta bà này không mạnh. Mà cái cách xả ly của Tổ Ấn Quang nói trong văn sao là thấy ta bà như hầm xí, nhưng cái lao ngục, mình đang ở trong lao ngục, thấy đang ở như giống như là hầm xí, mau mau thoát khỏi ra, người trong lao ngục mau mau ra, người ở hầm xí mau ra khỏi hầm xí để mà rửa ráy cho sạch sẽ. Mà có phải hầm xí, cái thân này so với cái thân của Cực Lạc thì quá là hầm xí, máu mủ dơ giấy, phân tiểu đủ loại, thịt xương đồ nó dơ giấy, khi lớp da bọc chứ mà xẻ nó ra phải đập nát nó thì thôi, thấy nó gơ gớm cỡ gì đi nữa. Người ở Cực Lạc cái thân đâu phải như vậy, cho nên Ngài mới nói ở hầm xí. Tha thiết muốn về Tây Phương Cực Lạc, nhưng muốn về quê nhà, nhớ cha Di Đà, nhớ mẹ Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, tha thiết ngày đêm, đây là cái tín nguyện phải có. Mà khi có tín nguyện rồi, người này vẫn còn nghiệp, tức là tham sân si mạn nghi có, nhưng mà người ta phục được, không để cho nó lừng lẫy, nó làm chủ, thì người này gọi là đới. Đới là mang nghiệp về Cực Lạc thì sanh vào phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm vãng sanh. Người này đoạn được tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, người này là sanh về phương tiện hữu dư. Trong này nói này: người phá được vô minh, sanh về thật báo trang nghiêm vô chướng ngại độ. Người dứt trừ sạch vô minh luôn á, thì sanh về thường tịnh quang tịnh độ.
Trong văn sao nói là mình là cái hạng cần đới nghiệp vãng sanh. Chứ để mà căn cơ mình mà đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc để chứng A-la-hán trong đời này thì khó. Nhưng mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để chứng A-la-hán bên đó có Phật kiểm chứng thì gọi là đới nghiệp mang nghiệp về Cực Lạc. Mà về tới Cực Lạc là không có nghiệp để được, nghĩa là về tới đó khi hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh là nó tiêu hết kiến và tư hoặc rồi. Cái này dễ hơn, con đường sinh lộ này dễ hơn. Dễ hơn là tự lực dầu cho minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật rồi á nghe, nhưng chưa đoạn được một phẩm của tư hoặc và kiến hoặc thì vẫn còn một chút, chứ không phải chưa đoạn được, còn một chút kiến hoặc hoặc tư hoặc tham hoặc sân thì cũng phải luân hồi sanh tử. Khó cực kỳ cái pháp tự lực này, chỉ dành cho bậc thượng căn các hàng Bồ Tát mình tu không nổi. Lắng nghe kỹ chỗ nào, hôm nay là đầy đủ trọn vẹn hết. Có ba cái chú thanh niên ở Sài Gòn ăn chơi kinh khủng, chát tán, xì ke ma tí, dữ dằn. Cha mẹ khóc, mẹ khóc lu bù luôn. Đáng lẽ hôm nay chúng tôi kêu lên mà không có thời gian, ông cũng ngại lên. Gửi nhà cô Thu bên ngoài nhà trọ, hôm nay vô tu 3-4 tháng, mỗi ngày 3-4 thời. Bữa nay hoan hỷ, cha mẹ quá trời mừng luôn. Con cái quan đàn quá cỡ, cha mẹ tha thiết lên đây chú này gặp chúng tôi nói một câu. Ông làm cha mẹ buồn chết sớm, ông là tội lớn lắm. Tội này là tội bằng với giết người. Tuy rằng không cầm dao trực tiếp giết mà làm cho tinh thần lụng bại khổ đau chết, tội ông lớn lắm. Ông nghe vậy ông kêu, con muốn thay đổi cuộc đời. Bữa nay ngoan, cực kỳ lên công phu tu tập làm chánh điện, hết sức là ngoan. Đây là điều hôm nay chúng tôi thấy những người mà phải nói là ăn chơi dữ dằn luôn mà lên trên này tu ổn. Thầy Nhuận Biện vừa rồi dắt mấy bà cụ vô trong này tha thiết đảnh lễ chúng tôi. Mà chủ nhật vừa rồi chúng tôi lên không được, bởi vì cái lưỡi không biết làm sao nhai đụng cắn nó, cái trời nó đâu. Nó đâu mà nói nó rẻ, nó đâu có được nữa đâu. Vừa rồi cô đã có cúng dường cho tăng chúng tôi hứa rồi mà ngay cái ngày thứ 6, thứ 7 nói không ra tiếng luôn. Chúng tôi mới nghĩ nếu mà nói láo mà xuống địa ngục cái lưỡi nó cày thì còn chỗ nào nữa trời. Nó đau chút xíu mà nói không được, ăn không được. Trời ơi, chỉ lấy cái lưỡi tách vàng cái nó cũng đau, không có cửa gì được hết trơn. Trời ơi, nó quá trời đau luôn. Rồi cuối cùng không có lên được, cho nên thành ra kêu thầy Nhuận Minh lên đọc văn sao nói cổ quan hỷ. Như vậy hôm nay mình thấy rằng cái việc để mà mình tu tập thì phải chú trọng nơi cái nền tảng của một con người giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm được thiện. Văn làm các thiện thì cái này phải làm được thì mới lại một hoàn thiện một con người. Rồi bắt đầu mình bước lên nền tảng thêm nữa, đó là mình tiếp tục. Còn không thì mình vừa làm cái này, mình làm cái vấn đề gọi là thiện nhân này, rồi tiếp tục mình niệm Phật song song với nhau, chứ không phải làm cho hoàn thiện rồi mình mới niệm Phật. Hai cái nó hỗ trương lẫn nhau, hỗ tương gia nhau. Niệm Phật thật vì sanh tử để nguyện vãng sanh chung với cái việc với lại là giữ vẹn luân thường này, hai cái này thì phải đi đôi với nhau, khuyết một không được. Nên nhớ cái chỗ này. Thì khi mà thầy Nhuận Biện đưa các cụ vô đó thì chúng tôi bất ngờ, thầy ở chùa Ngọc đó mà thầy mở đĩa chúng tôi ra suốt, thầy chúng này làm sao ho, thầy làm vậy, mở đại bi ra cho các cụ tụng. Mà có một cái cô đó bà bị khùng à, bà bị điên à, bà cầm thuốc uống chuẩn bị uống chết á. Không biết làm sao tự nhiên người ta chỉ bà lên chùa, cái bà vứt thuốc hết, bà ở một tuần cái hết điên đi về. Một tuần trên đó là trì đại bi niệm Phật. Hàng ngày tôi với thầy á, mà ổn mà bao nhiêu người họ vô họ khóc, họ kêu trời, pháp môn niệm Phật nó quan trọng, nó màu nhiệm, mà niệm Quan Âm trì đại bi tụng kinh, sao nó hay quá, nó màu nhiệm quá, bà khen miết, bà tội nghiệp quá chừng mấy cụ này. Thầy dắt vô trong này chủ nhật vừa rồi. Cho nên ra cái pháp môn niệm Phật này thực sự nếu mà tin dùng nó có kết quả lắm quý vị ạ, màu nhiệm. Bây giờ cái việc hồi nãy chúng tôi cũng thông báo đó, thì bây giờ không biết dịch bệnh nó diễn biến ra sao, mà các vị chính quyền công an xuống hồi nãy có làm việc nói chuyện với chúng tôi, lỡ đợt này tập trung như vậy thôi chứ đợt sau phải hết sức cẩn thận, bây giờ số lượng người đông, lỡ một người cái vùng dịch bệnh Hải Dương hoặc các nơi họ vào đây thì lây cả đám thì nguy cơ họ đóng cửa và có nhiều cái vấn đề phức tạp đối với người thường trụ ở đây. Cho nên thành ra cái ngày mùng 1 Tết thì quý vị vẫn về đây được, nhưng mà không tập trung về, mình về lưa thưa ra. Thay vì chúng tôi tiếp quý vị trong một buổi sáng thì có thể chúng tôi tiếp 3-4 buổi sáng để gặp quý vị.
Chứ còn nếu mà lên trên này tập trung đông nữa đó thì sẽ không ổn, bởi vì nó đang phát triển quá mạnh. Cho nên mọi người nên phát tâm ăn chay trường ngay bây giờ để cứu môi trường. Ngay bây giờ mình phát tâm để trì thần chú Đại Bi, niệm Quan Âm, niệm Phật, tụng kinh. Đó là cái cách giải quyết từ căn bản hay nhất. Bây giờ thầy Nhuận Minh lên đọc cái lá thư này nữa là chương trình xong. Lắng nghe kỹ nha. Đây là lá thư cuối năm á nha, đây là tối hậu thư á nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Thanh Ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và công đức trì chú Đại Bi tiêu tai giải nạn. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Tục Biên và Tăng Hoằng Chánh Biên. Quán Âm Đại Sĩ trong vô lượng kiếp thành Phật đã lâu, vì độ chúng sanh chẳng lìa tịnh quang hiện thân Bồ Tát, lại còn ứng khắp quần cơ hiện hình trong lục đạo, dùng 32 ứng thân, 14 vô ý, 4 vô tác diệu lực chẳng thể nghĩ bàn, tầm thanh cứu khổ độ thoát quần manh, nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khác nào trăng in bóng trên ngàn con sông, mùa xuân tăng trưởng muôn cây cỏ, tuy trọn chẳng tính nghĩ nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì triệt chứng duy tâm, tỏ trọn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát, cho nên được mây bủa cửa từ, sóng trào biển bi, hệ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 4, bài ký về chuyện Quán Âm Bồ Tát ứng tích tại chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đại Sơn. Đang trong lúc thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống này, nếu chẳng sửa á tu lành, thường niệm thánh hiệu Quán Âm để được nương cậy, thì muốn được yên vui sẽ là chuyện khó khăn nhất trong mọi điều khó. Dẫu hoàn toàn chẳng có tai nạn gì, cũng nên thường niệm, ngõ hầu sống sẽ hưởng ngũ phước, dự vào địa vị thánh hiền cao cả, thác sẽ lên chính phẩm, triệt chứng tâm đại giác. Người làm được như thế thì mới an ủi được tâm Bồ Tát cứu khổ, do Bồ Tát phổ thí vô úy, ban cho khắp tất cả mọi loài sự không sợ hãi, nên chúng sanh được viên mãn Bồ Đề, rồi thì tâm đại từ bi, thí vô úy của Bồ Tát mới thôi. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục, lìa sân, lìa si, nguyện người thấy nghe đều thường niệm. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tờ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Thư trả lời cư sĩ Du Hội Di, trích trong Văn Sao Tục Biên Nguyện Thường. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hễ lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số bởi nhớ số tốn sức. Thư trả lời cư sĩ Thiệu Hội Biên, trích Văn Sao Tam Biên, quyển 2. Ông Tôn bị bệnh, hãy bảo ông ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, xin gạo Đại Bi từ nơi Pháp Sư Đức Xâm, chùa Thái Bình, để nấu lấy nước uống.
nếu chí thành, ắt sẽ được lành bệnh. Mẹ ông Ngô Trạch Nam sắp mất, người nhà sang chùa Thái Bình thỉnh tăng trợ niệm, được thầy Đức Sâm tặng gạo đại bi. Về đến nhà, mẹ đã cứng lưỡi, chẳng thể nói năng được nữa, liền cấp tốc đem nấu lấy nước chấm vào lưỡi. Mẹ liền nói được, theo đại chúng niệm Phật, lúc lâm chung lớn tiếng niệm được 3 câu rồi mới qua đời. Gạo ấy dùng chú đại bi gia trì hơn 1 vạn biến. Thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên vào năm 1936, nay gửi cho thần tu và lệnh ái Hữu Trinh, mỗi người 1 bao tro hương đại bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nước ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân. Phỏng tính đã trì tụng chú đại bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống. Đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu, sau khi bệnh lành hẳn rồi. Nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa, nếu không tin không chí thành sẽ vô hiệu. Hỏi: như khi gặp nguy hiểm, lâm vào tình thế chẳng thể cùng một lúc kiêm tụng các chú, thì hãy nên ứng dụng như thế nào? Đáp: gặp phải tai nạn cực nguy hiểm, chỉ nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là đỡ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. Niệm Phật có 3 điều quan trọng. 1. Niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng và nhớ cho rõ ràng. Chủ lực vẫn chú trọng tại nghe, hãy nghe công đức thù thắng. Niệm Phật theo lối truy đảnh dễ bị bệnh. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm kim cang hay niệm thầm đều tùy theo tinh thần của chính mình mà điều chỉnh để dùng. Há nên chấp chết cứng một pháp để nổi bị bệnh ư? Tùy tức chẳng bằng tịnh thính, lặng lẽ lắng nghe. Bởi lẽ tùy tức không khéo thì cũng bị bệnh, còn tịnh thính thì chẳng bị bệnh. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 4, đáp lời hỏi của Huyền Tu Học Nhân. Trong tâm thầm niệm Phật hiệu 4 chữ A-di-đà Phật để dưỡng hơi. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng sẽ tổn khí, lâu ngày sẽ thành bệnh. Chớ bảo duyên tưởng một vị Phật công đức chẳng lớn bằng duyên tưởng nhiều vị Phật. Phải biết A-di-đà Phật là Pháp giới tạng thân. Một mình Phật A-di-đà có đủ toàn thể công đức của tất cả 10 phương Pháp giới chư Phật, như những hạt châu nơi cái lưới của Thiên Đế. Ngàn hạt châu in bóng trong một hạt châu, một hạt châu trọn khắp ngàn hạt châu, nêu lên một mà thâu trọn tất cả, chẳng thiếu chẳng thừa. Nữ nhân từ nhỏ phải học tánh nhu hòa khiêm tốn, sau này sanh con ắt nó dễ tính, ắt hiền lành, ắt chẳng bị chết, ắt chẳng đổ bệnh. Phàm con cái chết từ lúc bé hay bệnh tật quá nữa là do người mẹ nổi nóng mà ra, chỉ có một số ít là do chính số mạng nó phải chết sớm. Thiên hạ xưa nay do sửa độc giết hại con trẻ chẳng biết bao nhiêu hằng hà xa số, chẳng đáng buồn ư? Do ông làm vui lòng cha mẹ nên tôi nói tường tận với ông, hãy nên khuyên mẹ ông ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông và vợ ông cũng đều nên như thế. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trương Đức Điền. Đối với chuyện đoạn dục, hãy nên coi đó là cách trọng yếu bậc nhất để trị bệnh. Bất luận nội chứng hay ngoại chứng, bệnh chưa được lành lặn vẹn 10, muôn vàng trở nên dính đến chuyện ăn nằm. Hãy nhiễm vào chuyện ăn nằm, bệnh nhẹ sẽ thành nặng. Bệnh nặng có thể bị chết ngay, hoặc chẳng chết liền nhưng đã trở thành cá nhân ắt phải chết. Muốn chẳng bị chết cũng thật khó khăn lắm. Dẫu cho không chết
chắc là trở thành kẻ bấy bớt tàn phế, chắc chắn khó thể giữ được sức khỏe. Chẳng biết là do chính mình chẳng khéo dưỡng sức, lại đổ hô y sĩ chẳng có bản lĩnh thật sự. Tôi thường nói trong 10 phần nhân dân của thế gian thì những kẻ chết trực tiếp vì sắc dục chừng 4 phần, kẻ gián tiếp bị chết cũng phải là 4 phần, tức là do sắc dục gây hao tổn, chịu những cảm xúc khác mà chết. Những kẻ bị chết ấy không ai chẳng đổ thừa cho số mạng. Nào biết vì tham sắc mà chết đều chẳng phải do số mạng. Nếu là chết vì số mạng thì phải là người giữ lòng thanh tịnh, trinh lương, không tham dục sự. Những kẻ tham sắc kia tự tàn hại đời mình, há có thể nói là vì mạng ư? Còn những người do mạng mà sống, mạng hết bèn chết, thì chẳng qua chỉ được một hai phần mà thôi. Do vậy, biết quá nửa thiên hạ đều là kẻ chết oan uổng. Mỗi họa này khốc liệt có một không hai trong cõi đời, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư, cũng có cách chẳng phí một đồng, chẳng tốn chút sức mà trở thành bậc đức hạnh cao tột, hưởng yên vui cực lớn, để lại phước ấm vô cùng cho con cháu, khiến đời sau được quyến thuộc trinh lương, có phải chỉ là kiêng dè dâm đó ư? Thư trả lời cư sĩ Vĩnh Nghiệp. Trong cõi đời gần đây, bọn thiếu niên do tình dục quá nặng nên buông lung chơi bời hoặc mê mệt thê thiếp, hoặc do ý chuyên nghĩ đến điều dâm mà tinh thần ngầm bị tổn thương, hoặc thủ dâm để rò rỉ phung phí thứ quý báu nhất. Do vậy, thân yếu tâm hèn, chưa già đã suy, học vấn sự nghiệp đều chẳng thành tựu, thậm chí con cái sanh ra đều bấy bớt, hoặc khó khôn lớn thành người được, mà thọ mạng của chính mình cũng khó thể dài lâu như trong số mạng đã định, chẳng đáng buồn ư? Ta sợ con cũng phạm những bệnh trên đây, hệ có nên sửa đổi, không có thì cố gắng. Đã có thể trì danh hiệu Bồ Tát lâu dài, ắt cần phải khẩn thiết, chí thành. Mọi mong muốn sẽ được tội nguyện, nếu vẫn hờ hững hời hợt thì cũng chỉ được cảm ứng hờ hững hời hợt, quyết chẳng thể ắt được như nguyện. Quan bận biểu quá sức, chẳng thể đáp ứng mong cầu thêm được nữa. Hiện thời phải lo toan chuyện in sách, đến mùa thu xong xuôi sẽ diệt tung tích, ẩn náu lâu dài. Bởi lẽ tinh thần ngày một giảm, chuyện thù tiếc ngày một nhiều, không có sức để chống đỡ được. Muốn học Phật Pháp ắt phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh độ những ham muốn sằng bậy, để khôi phục lễ nghĩa, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ loài vật, dứt bỏ rượu thịt, tính nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dùng những điều ấy để tự hành, lại còn dùng những điều ấy để dạy người, hòng trong là cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, ngoài là xóm giềng, làng nước, thân thích, bằng hữu, đều được gọi ân Phật giáo hóa, cùng tu tịnh nghiệp, thì sống sẽ dự vào bậc thánh hiền, chết đi sẽ về cõi cực lạc. Mong con hãy thận trọng nhé. Trong các ác nghiệp chỉ có sát là nặng nề nhất khắp thiên hạ, không ai chẳng tạo nghiệp sát. Dẫu cả đời chưa hề sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt thì tức là hằng ngày sát sanh. Do không giết thì chắc chắn không có thịt. Bởi lẽ kẻ đồ tể, người săn bắn, kẻ bắt cá đều nhằm cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, nên mới giết thay cho họ. Một cửa ải ăn thịt hay ăn chay quả thật là cái gốc của sự thăng trầm của chúng ta, và là cái gốc khiến thiên hạ bình yên hay loạn lạc. Mối quan hệ ấy chẳng nhỏ đâu. Những ai tự biết thương thân và yêu thương nhân dân khắp cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, thì hãy nên kiêng giết ăn chay. Đó chính là diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Nếu chẳng cảm nhận đức hiếu sanh của trời đất, cứ mặc tình giữ ý niệm tham ăn, tham uống,
Cậy ta mạnh lấn hiếp loài yếu, ăn thịt chúng nó cho thỏa bụng mình. Ắt đến một ngày nào đó, phước xưa đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng bị đổi đầu thay mặt, lần lượt bị chúng nó giết ăn, hả có được chăng? Trích trong Ấn Quang, Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 4, phổ khuyến yêu tiết sanh mạng loài vật và dùng xà phòng thanh minh chế tạo từ dầu thực vật để giảm sát nghiệp. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị, trong một tuần lễ vừa qua thì chúng tôi biết cái buổi lễ này tương đối quan trọng cuối năm. Không biết trong linh tính sau đó nghĩ không biết có thể tập trung để mà giảng được nữa hay không, bởi vì cái dịch bệnh nó biến chuyển và nó lan truyền nhanh quá. Trên một tuần nay chúng tôi ngồi tập trung lấy những cái điều tinh yếu mà cổ thầy Nhuận Minh vừa đọc, thì chúng tôi cô đọng lại thành 4 trang. Mà không biết quý vị nghe như thế nào, nhà riêng chúng tôi thấy nó cảm xúc trong rồng rất lớn, cảm xúc lớn lắm. Ngài chỉ quá kỹ cho cái cách dụng công từ cái cuộc sống của mình cho đến lúc liễu sanh thoát tử. Vậy cho nên thành ra hôm nay thực sự chúng tôi ghi nhận Chư Tôn Đức Tăng Ni đã đến đây tham dự cái lễ tất niên, cũng là cái lễ kỷ niệm 21 năm. Và thêm thế nữa đó thì tịnh thất của mình thì có Thượng Tọa Nghiên Tâm, Trưởng Ban Trị Sự huyện và Thượng Thanh Tâm, một số quý thầy nói tịnh thất tính ra cũng gần 10 năm mang cái tên của tịnh thất. Nhưng bản thân chúng tôi cũng rất là thích cái từ gọi là tịnh, là thanh tịnh, thất là cái nhà, muốn nhỏ nhỏ như vậy. Thì tuy nhiên quý thầy, một số các vị nói rằng thôi, cái số lượng người quá đông, trên 500 là nó tương ứng với cái tên của cái chùa, thôi thầy làm để hợp thức hóa cho nó có cái pháp lý. Thì hôm nay đã ký có cái pháp lý để cho nó tiện để mình sinh hoạt, chứ mà vẫn là tịnh thất thân thương, đúng không ạ? Tịnh thất thân thương, chúng tôi vẫn thích cái từ này. Tuy nhiên trên cái pháp lý thì mình làm cho nó thuận tiện như vậy. Đó, chùa cũng tốt mà tịnh thất cũng tốt, không sao. Còn về cái việc hôm nay đó thì cuốn kinh A Di Đà này đó in 5.000 cuốn mà thiệt là đẹp, mà có cô Hoa Tâm với Gò Công cổ nguyện bắt đầu từ 30 Tết của tụng kinh Di Đà, có một chú lên trên này xong sách về đưa cho cổ giật mình, cổ kêu xong mình mới khởi niệm lại có cuốn kinh này, cổ xin 20 cuốn cho đạo tràng cổ tụng. Chút xíu nữa ở bên ngoài có để cái cuốn như vậy nè, những người nào đi về chúng ta sẽ lấy để đi về, và một số chúng ta nên đi về để tên lại chúng tôi tụng. Bây giờ chúng tôi hứa là chỉ có lễ buổi sáng hôm nay chiều cúng thí, vừa vừa một số Phật tử địa phương cúng thí, quý vị bận thì cũng có thể về cầm cuốn kinh này đem về tặng cho bạn mình, hoặc mình tụng kinh Di Đà thêm. Chúng tôi in đến 5.000 cuốn hôm nay nhân cái ngày lễ kỷ niệm 21 năm thành lập tịnh thất cũng như là tất niên, xin cúng dường cho quý vị cuốn kinh Di Đà. Đây là tư lương hành trang, có thể tụng cảm được cảnh giới mà Phật A Di Đà gia trì cho mình. Đây là cái bộ kinh A Di Đà mà Hòa Thượng Trí Tịnh dịch ra, ngôn từ rất là hay, rất là đặc biệt sâu sắc. Phòng kinh sách tặng miễn phí, riêng tịnh thất của mình là phải tặng kinh sách miễn phí từ bây giờ mãi mãi về sau, không có bán. Thực sự chúng tôi kêu mà bán đó thì lợi nhuận không bao nhiêu, mà đến nỗi bữa nay sách in người ta nhiều lúc cũng đọc không nổi nữa, bán không ai mua, cho mà đôi khi người ta đọc không nổi còn dư quá chừng luôn. Vậy cho nên cuốn kinh này là mình gói đầu giường làm rất là đẹp, của Nhã Uyên, của làm, của cúng giường nhân tiện 49 ngày của ba cổ, chúng tôi thấy đẹp quá, in thêm 5.000 cuốn, có cô kêu phát tâm 90 triệu chúng tôi phụ vô để in kinh này để tặng cho quý vị trong ngày hôm nay. Mà bây giờ không phát được, chút nữa ăn cơm nó sẽ cầm, nó không có được trang nghiêm, ra bên ngoài đã lấy mang về để tụng. Hôm nay có cô Diệu Ân ở ngoài Đà Nẵng cô mang, hồi nãy quý vị hơi nghe cái mùi khói đó, là cái mùi mà thuốc bắc những cái lá thơm á, rồi là cúng dường hương, ngoài là hương là cái cây nhang, mà còn hương là có hay đốt những cái phẩm vật tinh khiết, lá tinh khiết, nó có cái mùi thơm để cúng dường cho chư Phật, chư Đại Bồ Tát, cúng dường cho các vị hương linh hưởng cái mùi thơm này. Cho nên cúng Phật là nước trong, hương là nhang, có thể những mùi thơm đó, hoa quả, đủ.
Hôm nay cái việc mà thực sự chúng tôi lo lắng nhiều lắm trong cái buổi lễ hôm nay, đến đây thời gian nó cũng đã hết, thì đến cái chương trình là thầy MC sẽ sắp xếp để mà cúng dường trai tăng, rồi sau đó chúng ta phóng sanh rồi ra sâu để dùng cơm và ghi nhận một số Phật tử như cô Diệu Hằng có cúng dường hoa sữa vân vân một số, rồi Phật tử thì hôm nay nhận được cúng kinh mang về, nhưng một số quý vị ở lại ít ít để chiều cúng thưa ra thôi, không có cúng đông lắm. Vì cái dịch bệnh này thì chính quyền họ cũng lo ngại, cho nên chúng tôi cũng thông báo như vậy. Giờ đây thì chương trình còn vài cái chương trình ngắn gọn, cái buổi giảng chúng tôi hôm nay đến đây đã tạm ngưng. Dạ, A Di Đà Phật.